Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ lên chuỗi video chưa đề thi kinh tế vĩ mô nhá. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cái đề thi ngày 7 tháng 1 năm 2019. Đó, thì đề thi chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất đó là phần trắc nghiệm, và phần thứ hai á đó là phần tự luận, đúng không nào? Đấy, thì phần trắc nghiệm của chúng ta ấy, đó là chúng ta phải là trắc nghiệm có giải thích, đúng không nào? Đấy, chúng ta phải lựa chọn là đúng và giải thích ngắn gọn, ok không? Đấy, thì cụ thể chúng ta có 4 câu nhá, đúng không nào? Và phần tự luận thì chúng ta có 3 phần ở trong đó. Cụ thể là như nào? Cụ thể là sẽ có một phần á là xác định cái bình luận đúng hay sai và giải thích và minh họa trên đồ thị nữa, đúng không nào? Đấy, thì một câu đó sẽ có 2 ý. Tiếp theo là sẽ có một câu về tình huống, đó là tình huống thực tế đấy, thì chúng ta có thể xem xét đó. Và cuối cùng nhá, sẽ có một câu bài tập. Đấy, mình đã nói rồi là bài tập thì nó có thể vào là chương 3 hay là chương 4, đúng không? Đây, cụ thể đây nó đang vào chương 3 đấy. Đó, chương 4 thì nó phải có ISLM cơ, nhưng mà đây người ta chỉ hỏi đây thôi. Đấy, người ta chỉ hỏi là xây dựng làm tổng tổng cầu tính hình lượng cân bằng này ở dẫn trên cái mô hình 45 độ. Đấy, mô hình 45 độ là mô hình chúng ta học ở chương 3 nhá. Đâu, và câu 1.2 đây. Đó, người ta vẫn yêu cầu chúng ta làm mấy cái đấy, tính mấy cái này thôi. Chúng ta vẫn ở chương 3 nhá. Tóm lại câu này sẽ ở chương 3, đúng không nào? Và đấy, câu tình huống này, đấy thì mình cũng có video là chỉ dẫn các bạn là cách làm câu tình huống rồi, đúng không nào? Mình cũng có video là chỉ dẫn các bạn là làm phần trắc nghiệm rồi, đúng không nào? Đấy, thì không vòng vo nữa, thì bây giờ mình sẽ chưa luôn phần trắc nghiệm của các bạn nhá. Đây, lựa chọn là đúng nhất và giải thích ngắn gọn đó. Thì đây, chúng ta sẽ đến với câu đầu tiên. Đó, câu 1. Lợi nhuận của một công ty Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam tạo ra sẽ được tính vào đâu? Đó. Đấy, thì đây là kiến thức của chương 2 nhá. Đó là GDP và GNP, đúng không? Thì các bạn sẽ phải phân biệt được là GDP và GNP. Thứ nhất, GDP là gì? Tổng sản phẩm quốc nội, đúng không? Còn GNP là gì? Là tổng sản phẩm quốc dân. Đấy, có nghĩa là nào? Có nghĩa với GDP này thì người ta sẽ quan tâm cái gì đây? GDP người ta sẽ quan tâm là trong một nước, đúng không nào? Miễn là trong một nước thì đấy đấy là GDP của nước Ý. Đấy, ví dụ ở ngay đây luôn đi. Đó là gì? Một công ty Nhật Bản làm việc tại Việt Nam thì chắc chắn là sẽ được tính vào GDP ở đâu? GDP ở Việt Nam rồi, đúng không? Thế còn GNP là gì? GNP là tổng sản phẩm quốc dân nhá. Họ tính khi tính khi mà tính GNP ý, thì họ không quan tâm đến là ở nước nào, mà họ chỉ quan tâm là mình kiểu quốc tịch của mình ở đâu á. Hiểu không? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người Việt Nam đi làm ở nước ngoài đi, đấy, xuất khẩu lao động đi thì GNP vẫn được tính vào trong nước Việt Nam. Đấy, thì cũng giống tương tự như thế. Đây là một công ty Nhật Bản, đúng không? Công ty này là công ty Nhật Bản. Họ làm việc ở Việt Nam thì họ tính vào GNP của Nhật Bản, đúng không? Đấy, thì từ đây chúng ta sẽ cho đoán nào đây. Ý A là cả GDP và GNP của Việt Nam là sai nhá. B, GDP của Việt Nam và GNP của Nhật Bản. Đây, đúng rồi. Ý B là đúng nhá. Đấy, mình vừa phân tích xong. GDP là quốc nội, còn GNP là quốc dân, đúng không? Đấy, các bạn nhớ ý là các bạn sẽ biết được chọn đoán nào thôi. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2. Thì câu 2 để hỏi chúng ta là gì đây? Trên mô hình 45 độ, độ dốc của đường tổng cầu trong mô hình nền kinh tế đóng có thuế thu nhập. Đây, mô hình nền kinh tế đóng có thuế thu nhập nhá. Đấy, thì sẽ như nào? Sau đó thì người ta so sánh này, đáp án A này, thoải hơn đường tổng cầu trong mô hình nền kinh tế mở và nền kinh tế giản đơn. B là dốc hơn đường tổng cầu trong mô hình nền kinh tế mở và nền kinh tế giản đơn, đấy vân vân. Thì tóm lại là gì? Người ta so sánh là độ dốc của của đường tổng cầu, đúng không? Trong các trường hợp. Đấy, thì ở chương 3 mình cũng dạy rồi, đúng không? Thứ nhất là gì? Nền kinh tế giản đơn này, thứ hai nền kinh tế đóng này, thứ ba nền kinh tế mở này, đúng không? Đấy, thì chúng ta hãy so sánh là các độ dốc của nó với nhau. Độ dốc là hệ số góc ấy. Được chưa? Hệ số góc là cái đứng mà trước y á. Được không nào? Thì chúng ta cùng nhớ lại xem là đây, các cái độ dốc của nó là như nào nhá. Thì đầu tiên ấy, dễ nhất đó là gì? Chúng ta sẽ biết là nền kinh tế mở á, à đâu, nền kinh tế giản đơn ấy thì nó dễ nhất, đúng không? Nền kinh tế giản đơn, các bạn có nhớ không? Là nền kinh tế chỉ có chi tiêu hộ gia đình và đầu tư tư nhân thôi, đúng không?
Cho nên AD chỉ bằng C cộng Y thôi. Đấy, cho nên hệ số góc của nó sẽ là gì? MPC nhân Y luôn. MPC nhân Y. Đó. Đấy, đây là giản đơn nhá. Tiếp theo đó là nền kinh tế đóng có thuế thu nhập thì sẽ như nào? Ok chưa? Thuế thu nhập là T nhỏ đấy. Đấy, bây giờ có T nhỏ rồi. Được chưa? Thì nó sẽ như nào? Đấy. Các bạn biết trong nền kinh tế giản đơn thì độ dốc sẽ là MPC nhá. Đúng không? MPC nhân Y. Vì nó là MPC nhân Y cho nên độ dốc của nó sẽ là MPC đúng không? Đó. Đứng trước Y là độ dốc. Đó, hay còn gọi là hệ số góc ấy. Thì đây là nền kinh tế giản đơn. Tiếp theo chúng ta đến là nền kinh tế đóng có thuế thu nhập á, thì sẽ là gì? Thì ở đây nó sẽ là đứng trước Y, ở đây nó sẽ là gì? Các bạn nhìn lại AD mà lúc chúng ta học ở ở chương 3 nhá. Thì đứng trước AD nó sẽ là 1 trừ T. 1 trừ T nhân MPC. Đúng chưa? Đó. Thì đây chính là cái độ dốc của đường tổng cầu trong mô hình nền kinh tế đóng có thuế thu nhập ấy, đúng không? Thì tiếp theo là còn một cái nữa đó là độ dốc của đường tổng cầu trong mô hình kinh tế mở thì sao? Không nào. Đây các bạn cũng sẽ quay lại nhé, nó sẽ là gì? Nó vẫn sẽ giống trong nền kinh tế đóng có thuế thu nhập nhưng mà nó khác thêm một cái đó là gì? Đó là nó có nhập khẩu rồi đúng không? Nó sẽ phải trừ đi. Đây. Nó sẽ là 1 trừ T nhân MPC. MPC nhá. Rồi trừ đi cả. Trừ đi cả MPM nữa. Đó, các bạn có thể quay lại các bạn xem. Chưa? Trừ đi MPM nữa. À, thì các bạn sẽ biết là gì? Đây. Bây giờ nhá, so sánh các cái độ dốc này, cái nào mà lớn hơn thì nó sẽ dốc hơn, được chưa? Cái nào bé hơn thì nó sẽ thoải hơn. Đó, nó rất đơn giản thế thôi. Thì bạn thấy MPC với cả 1 trừ T MPC thì cái nào lớn hơn? Chắc chắn là MPC sẽ lớn hơn rồi đúng không? Đúng không? Đó. Vì đây nhân với cả 1 trừ T nữa mà, cho nên MPC bị giảm. Đấy, thì tiếp tục là so sánh. Tiếp theo đi. So sánh 1 trừ T với MPC á. Thì 1 trừ T nhân MPC so với 1 trừ T nhân MPC rồi trừ đi MPM. Đấy, thì cái nào sẽ lớn hơn? Thì chắc chắn là cái này sẽ lớn hơn rồi. Đúng nào? Đấy, thì có nghĩa ở đây là như nào? Đây, các đã biết rồi đúng không? Đó là gì? Người ta đang so sánh cái đường tổng cầu, độ dốc của đường tổng cầu trong mô hình nền kinh tế đóng có thuế thu nhập đúng không? Với các cái khác. Thì chúng ta đang quan tâm với cái này, đến hai cái còn lại đúng không? Thì chúng ta thấy là nhỏ hơn cái MPC nhưng mà nó lại lớn hơn cái 1 trừ T nhân MPC trừ MPM đúng không? Thì đây sẽ là gì? Thì nhìn ra đây này, nó bé hơn cái này, nó bé hơn cái MPC này đúng không? Đây, nó bé hơn cái MPC. Cho nên ấy mà MPC là gì? Là độ dốc của cái nền kinh tế giản đơn đúng không? Cho nên nó sẽ làm gì đây? Nó làm sao? Nhỏ hơn cho nên nó sẽ thoải hơn nhá. Nó sẽ thoải hơn đường tổng cầu trong mô hình nền kinh tế đấy. Nó thoải hơn đường tổng cầu trong mô hình nền kinh tế mở nhá. Nhưng mà nó lại lớn hơn cái này, đúng không? Lớn hơn cái này. Cho nên nó sẽ gì? Lớn hơn là dốc hơn. Dốc hơn cái đường tổng cầu trong mô hình nền kinh tế mở, đúng không? Còn nhỏ hơn cái này là gì? Nhỏ hơn độ dốc à, nhỏ hơn có nghĩa là nó sẽ nhỏ hơn là nó sẽ thoải hơn, được chưa? Thoải hơn nền kinh tế giản đơn nhưng mà lại dốc hơn nền kinh tế mở, được chưa? Thì tóm lại chúng ta đọc đáp án đi, xem câu nào là như thế. Thoải hơn, phải thoải hơn nền kinh tế giản đơn nhá. Thì câu B nó bảo là dốc hơn cả hai này là sai này. Câu D nó là gì? Dốc hơn trong mô hình kinh tế giản đơn, sai nốt này. Đấy, còn A và C thôi. Đấy thì nó sẽ thoải hơn trong mô hình kinh tế giản đơn và dốc hơn trong nền kinh tế mở. Đây đúng rồi. Đấy phải chọn câu C nhá. Đúng chưa? Đấy như chúng ta vừa phân tích. Đấy, những cái này bé hơn nhau ấy. Ok chưa? Rồi, thì đó là xong câu 2. Đấy, câu 2 này thì cần phải phân tích một chút. Tiếp theo chúng ta đến với câu 3. Đó là lượng tiền cơ sở là 150, tỷ lệ tiền mặt ngoài bên ngoài hệ thống ngân hàng là 20%, tỷ lệ dự trữ thực tế trong hệ thống ngân hàng là 10%. Ngân hàng trung ương lại quyết định bán ra 25 đơn vị trái phiếu trên thị trường mở thì cung tiền trong nền kinh tế sẽ là bao nhiêu? Đó, sẽ tăng hay giảm bao nhiêu, được chưa? Đấy, chúng ta sẽ phải biết các cái ký hiệu của nó nhá. Lượng tiền cơ sở là gì? Là MB đúng không? MB. Cái này thì mình đã dạy các bạn ở chương 4 rồi nhá. MB bằng 150. Đó. Tỷ lệ
tiền mặt bên ngoài hệ thống ngân hàng. Ký hiệu là gì? Ký hiệu là S nhá, S. Đấy, đây là S, S nhỏ đấy, là 20%. Tỷ lệ dự trữ thực tế trong hệ thống ngân hàng là RA đúng không? RA là tỷ lệ dự trữ thực tế. Thấy chưa? Nó bằng RB cộng RX đúng không? Nhưng người ta cho RA thẳng rồi thì mình không cần phân tích nữa. Đó là chúng ta chỉ cần biết là RA bằng 2 à, bằng 10% thôi. Tiếp theo gì? Ngân hàng Trung ương á, ngân hàng Trung ương quyết định bán ra 25 đơn vị trái phiếu trên thị trường mở. Đó. Đấy thì chúng ta sẽ mới đầu nhá, ban đầu là không bán đúng không? Bây giờ bán ra 25 đơn vị trái phiếu thì họ sẽ làm sao? Các bạn biết là bán ra cái trái phiếu thì các người mà mua trái phiếu ấy phải đưa tiền cho ngân hàng Trung ương đúng không? Hay nói khác là gì? Ngân hàng Trung ương đang thu tiền về. Đấy. Thì đây sẽ là chính sách tiền tệ thắt chặt nhá. Ok không? Đấy, có nghĩa là họ sẽ thu về 25 đơn vị tiền được không? Thì bây giờ MB mới, MB1 á. MB1 này. Nó sẽ bằng MB này trừ đi cái lượng bị thu vào này là 150 trừ đi 25, được không? 150 mà trừ 25 là 125. Đấy, bây giờ nó chỉ còn là 125 thôi. Đấy, bây giờ người ta hỏi là cung tiền. Cung tiền. Đấy. Thì giờ chúng ta tính bây giờ nhá, cũng có MM bằng gì? Chắc là cần lấy MM nhân với MB thôi sẽ ra cung tiền đúng không? Thì chúng ta có MM đi bằng gì? MM nó không đổi nhá, nó bằng là S cộng 1 chia S cộng RA đúng không? S cộng 1 chia S cộng với cả RA. Đó. Thì đây chúng ta biết là S là 20%. Đấy, 20% cộng 1 chia 20% cộng 10%. Đó, thì sẽ bằng bao nhiêu? Theo khi mà bấm máy tính ra, chúng ta sẽ ra bằng 4 đúng không? 4, đó. 4 nhá. Thì tiếp theo là gì? Đây, chúng ta biết là MB ban đầu. MB ban đầu là 150. MB lúc sau là 125. Thì chúng ta biết là gì? Chúng ta biết là MS thì bằng MM nhân MB đúng không? Thì ban đầu ấy chúng ta lấy là 4 nhân 150 đúng không? Đây là ban đầu. Nói sau khi mà ngân hàng Trung ương bán ra 25 đơn vị trái phiếu rồi thì nó chỉ còn là 4 nhân 125 thôi, đúng không? Thì chúng ta so sánh cái lúc sau với lúc ban đầu đó là 4 nhân 125 nhá, 125. Đấy, lấy 4 nhân 125 này trừ đi cả 4 nhân 150. Đấy, chúng ta biết là thay đổi như nào đúng không? Người ta hỏi là thay đổi như thế nào á thì sẽ là delta đấy, delta MS cho bằng MS1 trừ MS0. Đấy, mà MS1 thì bằng là MM nhân MB1, còn MS0 là MM nhân MB0 nhá, được chưa? Thì tóm lại là mình sẽ đọc cái phép tính ra là 4 nhân 125 trừ đi 4 nhân 150, đúng không? Thì các bạn bằng sẽ bằng bao nhiêu? Trừ 100. Đó, thì có thể là gì? Nó sẽ trừ là giảm đúng không? Giảm 100 đơn vị. Thế thôi. Ok chưa? Rồi. Thì đây là câu thứ 3 nhá. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển đến câu số 4. Đây. Thì tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 4 nhá. Câu số 4 người ta hỏi là gì? Trong mô hình cung cầu ngoại tệ. Đấy, trong mô hình cung cầu ngoại tệ nhá, chúng ta đã học ở chương 7 rồi đúng không nào? Thì người ta hỏi là gì? Giao dịch trên thị trường ngoại hối khi mà lãi suất trong nước cao hơn lãi suất thế giới thì thị trường ngoại hối sẽ biến động như thế nào đúng không? Thì các người ta ý chính đây là gì? Lãi suất trong nước y y này là lãi suất trong nước nhá. Lớn hơn này. Lãi suất thế giới gọi nữa là gì không? YV kép như nào? Thì khi mà lãi suất trong nước lớn hơn lãi suất trên thế giới thì như nào đây? Thì vốn sẽ chảy vào trong nước đúng không? Nhớ cái này không? Vốn chảy vào trong nước. Đó, bởi vì khi mà lãi suất trong nước lớn lãi suất thế giới, có nghĩa là giả sử đi, người ta gửi vào trong nước ta đi thì người ta sẽ được lãi suất nhiều hơn đúng không? Từ đó người ta sẽ được nhiều tiền hơn. Đấy. Thì khi đó ấy, các bạn phải nhớ ấy, là cái thị trường này nó sẽ biến động như nào. Thì lúc đó ấy, đây, vốn chảy vào đúng không? Vốn chảy vào nước. Vốn nhá, chảy vào trong nước ta. Thì ấy, cái vốn ở nước ngoài mà chảy vào trong nước thì người ta phải làm gì? Người ta phải đổi tiền nước ngoài ra tiền Việt Nam đúng không? Xong người ta mới để vào trong nước được. Có nghĩa là cung ngoại tệ sẽ đang tăng lên, đúng không? Cung ngoại tệ tăng trong khi đó là cầu của ngoại tệ thì không đổi, cho nên nó sẽ gây ra dư cung, đúng không? Thì có nghĩa là cung ngoại tệ tăng đấy và đường cung ngoại tệ sẽ dịch sang phải đúng không? Đây. Cung ngoại tệ tăng và đường cung ngoại tệ dịch phải nhá. Đó.
Thì em sẽ chọn đáp án C, chưa nào? Ôi, thì sau khi mà chúng ta đã làm xong phần trắc nghiệm đúng không? Thì chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 nhá, đó là phần tự luận. Và chúng ta sẽ đi vào câu đầu tiên trong phần này, đó là câu số 2. Đó, câu số 2 chúng ta đây là hãy vận dụng kiến thức kinh tế vĩ mô xác định câu bình luận sau đây là đúng hay sai và giải thích, đúng không nào? Minh họa nữa. Đấy, có 3 yêu cầu nhá. Đấy, đầu tiên là chúng ta phải nhận xét là đúng hay sai này. Tiếp theo chúng ta sẽ phải làm gì? Ta phải giải thích được đúng không? Tại sao đúng hay tại sao nó sai. Và cuối cùng là chúng ta phải minh họa nó trên cái đồ thị, đúng không? Và như mình đã nói rồi đó, thì ứng với mỗi cái bài á, thì chúng ta sẽ có cái gì? Đây có cái dấu hiệu nhận biết khác nhau đúng không? Đó, và chúng ta sử dụng cái mô hình khác nhau. Đó, thì bạn còn nhớ không? Là ở trong cái video mà hướng dẫn chúng ta làm tình huống á, đấy, mình đã nói cho các bạn là các cái dấu hiệu chúng ta biết được chúng ta ở trong bài đó chúng ta sử dụng cái mô hình nào rồi đúng không nào? Đấy, bây giờ mình cùng nhắc lại nhá. Đó, ứng với câu 2.1 á, chúng ta cùng xem xét là chúng ta phải sử dụng cái mô hình nào đây? Đây, chế độ tỷ giá hối đoái này, các bạn nhớ không? Mình đã nói rồi, khi mà có cái chữ này tỷ giá hối đoái đấy thì chúng ta phải sử dụng cái mô hình gì? Mô hình là IS LM BB đúng không? Đó, còn nhớ không? Đấy, người ta mà cứ nói đến chế độ tỷ giá hối đoái á, chắc chắn là cái mô hình này nhá. Đúng nào, mô hình này chúng ta học ở chương 7 đấy. Đúng nào? Đó. Còn câu 2.2 là gì? Chúng ta cùng xác định mô hình trước nhá, rồi chúng ta đi vào làm được không? Thì câu 2 người ta bảo là cán cân thương mại được cải thiện thì sẽ làm giảm thất nghiệp và giảm nguy cơ lạm phát. Đó, thì người ta hỏi về chúng ta là gì? Thất nghiệp và lạm phát. Đó, thế bạn nhớ không? Thất nghiệp thì chúng ta kết luận, ta còn nhớ là khi mà chúng ta kết luận ấy thì y chúng ta kết luận là hai điều đúng không? Đó là kinh tế như thế nào và thất nghiệp như thế nào. Đó, thì y tăng thì thất nghiệp sẽ giảm, còn y giảm thất nghiệp tăng thôi. Y này là sản lượng ấy. Đúng không? Sản lượng hay là thu nhập ấy. Nó có hai tên gọi nhá, một là sản lượng, hai là thu nhập. Khi mà thu nhập tăng lên hoặc sản lượng tăng lên thì thất nghiệp sẽ giảm đi thôi, đúng không? Như chương 1 mình đã nói rất kỹ về vấn đề này rồi. Và cái thứ hai là gì? Lạm phát nữa. Lạm phát là chúng ta xem là mức giá chung đúng không? Mức giá chung mà tăng lên là lạm phát tăng, mức giá chung mà giảm đi là giảm phát đấy, đúng không? Hay lạm phát đang giảm. Đấy, thì lạm phát là chúng ta liên quan đến P nhá. Tóm lại người ta hỏi về P và về Y thì đây sẽ là gì? Đấy, các bạn nhớ mô hình nào nó kiểu kiểu nào? Đó, trên trục tung này á, là P và trục hoành là Y. Đấy, bởi vì người ta hỏi về cả P và Y mà, cho nên ta phải sử dụng cái mô hình nào á mà nó cả P và có cả Y thì chúng ta kết luận được, đúng không? Thì cái mô hình nào mà có P và Y ở đây nó chỉ có một cái thôi, đó mô hình AD AS đúng không, các bạn nhớ không? AD AS đó thì nó mới trên cái đồ thị này được, ok không nào? Rồi thì đấy là ta cùng xem xét như thế nhá. Đấy, hai câu, có hai câu trong cái câu này. Đấy, chúng ta cùng nhận xét được là nó nằm trên cái đồ thị mô hình nào rồi đúng không? Đấy, sau khi xong rồi chúng ta xác định rất là dễ thôi, ta xác định xong rồi nhưng mà chúng ta cùng đi vào làm nhá. Đấy, đầu tiên là gì? Chính phủ giảm chi tiêu sẽ làm giảm như này, đúng không? Thì đầu tiên là chúng ta xem xét là chính phủ giảm chi tiêu. Đó, đây cái giả thiết thôi, đúng không? Sau đến đây thì mới là cái chính này. Đầu tiên là chính phủ giảm chi tiêu. Đấy, mà các bạn nhớ là chi tiêu chính phủ của ta kiểu là gì không? Kiểu là G đúng không nào? G, đó. Mà G giảm đi á, thì sao? Đấy, đây nhá. Nhớ các bước để làm không? Đó, bước đầu tiên chúng ta vẫn phải vẽ ra cái mô hình cân bằng ban đầu ra, đúng không? Và sau đó ấy, nó thay đổi như nào chúng ta vẽ ở đây để chúng ta xác định tiếp. Ok không? Thì đây, ta biết là đây sẽ là gì? Đây sẽ là y nhỏ đúng không? Đó, lãi suất. Còn đây sẽ là y lớn, đó là sản lượng. Đấy, thì đây là gì? Cái LM của chúng ta nhá sẽ là một cái đường dốc lên. Đó, còn nhớ không nào? IS chúng ta là dốc xuống, được chưa nào? Nó là BB ấy, nó sẽ đi qua cái điểm này này. Đó. Đây. Đây chính là mô hình IS, LM và BB. Ok không nào? Đấy, còn đây là mức lãi suất thế giới kiểu là IVK đâu. Đấy, đây sẽ là sản lượng cân bằng là Y0. Bây giờ rồi, bây giờ đến đây là gì? G giảm xuống, nó tức là khi mà G giảm ấy, đấy, G giảm thì AD giảm đúng không? AD giảm, mà khi mà AD giảm ấy chúng ta biết IS là gì? IS là một cái đường là biểu thị cái sự cân bằng trên cái thị trường hàng hóa. Đấy, khi mà AD giảm thì chắc chắn là cái cân bằng trên thị trường hàng hóa nó sẽ giảm xuống thôi đúng không? Cho nên là IS chúng ta xem sao. IS, đường IS nhá, suy ra này, đường IS của chúng ta sẽ dịch sang đâu? Đấy, khi mà bị giảm xuống thì đường IS sẽ dịch sang bên trái thôi đúng không nào? Dịch trái đó, trái nhá. Không, thì đây
Đây mình có thể lấy một cái màu khác mình vẽ nó chỉ trên bên trái, nghĩa là lường không đổi đâu nhá, nó chỉ thay đổi is thôi. À, is chúng ta đây ở bên phải này, đây ở bên trái này, chúng ta dịch sang bên trái đây, cụ thể là đây, ok không? Đó, khi mà chúng ta dịch trái sang đây á, à, chúng ta thấy là gì, chúng ta thấy bây giờ chúng ta có điểm cân bằng tại đây này. Thì sau khi mà is thành như này á thì chúng ta xác định được đây là i1 đúng không, và đây là i nhỏ đó, i1 đi chẳng hạn. Thì chúng ta thấy nhá, cái i này ấy, so với cái i của thế giới này nó làm sao đây, ta nhận xét được là i của chúng ta nhá, lãi suất trong nước á, bây giờ ấy, nó nhỏ hơn lãi suất trên thế giới. Mà như các bạn biết rồi, lãi suất trong nước mà nhỏ hơn lãi suất thế giới ấy, thì vốn nó chảy đâu đấy, có nghĩa là khi mà người ta ấy, đầu tư vào nước ta ấy, thì lãi suất nó rất là thấp đúng không, người ta đầu tư vào thế giới á, thì lãi suất nó sẽ cao hơn đây đúng không. Thì tức là người ta làm gì, tức là vốn bây giờ sẽ làm sao, vốn sẽ chảy ra đúng không, chảy ra nước ngoài. Thì khi mà vốn chảy ra nước ngoài á, đây vốn chảy ra nước ngoài, nhưng mà xem xét là cái cầu ngoại tệ á nó sẽ tăng hay giảm đây. À, chúng ta cùng xem một chút thôi đó. À, chúng ta biết là khi mà vốn chảy ra ngoài á thì nhiều người trong nước cũng muốn đổ vốn ra nước ngoài đúng không, nhưng mà ấy, để đổ vốn ra nước ngoài ta có thể đưa tiền nước chúng ta ra được không, không đúng không, mà chúng ta phải đổi ra ngoại tệ đó. Thì có nghĩa là gì, muốn chảy ra nước ngoài đấy, mà muốn chảy ra nước ngoài thì làm sao, thì tức là D này, D USD cầu á, về USD đấy, tăng lên đâu, mà cầu mà tăng lên trong điều kiện mà cung không đổi nó sẽ làm gì, dư cầu ngoại tệ đúng không nào, dư cầu ngoại tệ đó, ngoại tệ nhá. Mà khi đó mà dư cầu ngoại tệ chắc chắc chắn là E này, E là tăng đâu đấy, dư cầu thì giá nó phải tăng thôi đấy. E này như mình nói rồi đó, là có thể hiểu là giá của ngoại tệ đúng không nào, đấy thì E sẽ tăng lên đó. Thì bây giờ ấy, chúng ta cùng nhận xét là khi mà chúng ta nhận xét được cái điều này rồi, đây cùng nhận xét là đây là chế độ tỷ giá gì đấy, bởi vì đây là chế độ tỷ giá cố đoái cố định, có là E nó phải không đổi cơ đấy, tỷ giá cố đoái là E mà cố định, có nghĩa là nó không đổi, bây giờ nó đang tăng lên rồi, thế phải làm cách nào cho nó không đổi đây, thì sẽ có sự can thiệp của ngân hàng trung ương đúng không nào, đấy sẽ có sự can thiệp của ngân hàng trung ương nhá. Cụ thể đây là gì, đó là ấy, khi mà đang dư cầu ngoại tệ đúng không, ngân hàng trung ương phải triệt tiêu cái lượng dư này đi, có nghĩa là ngân hàng trung ương sẽ phải làm gì, ngân hàng trung ương của chúng ta nhá sẽ bán ngoại tệ đúng không nào, bán ngoại tệ, và khi mà bán ngoại tệ rồi thì họ phải mua về nội tệ đúng không nào. Đó, bởi vì khi mà họ bán cái ngoại tệ ra ngoài thị trường thì họ phải được sẽ thu được về cái tiền trong nước đúng không, người ta lấy tiền trong nước để người ta mua tiền nước ngoài đấy. À, cho nên cái ngân hàng á, ngân hàng trung ương á, người ta sẽ nhận được tiền trong nước và người ta đưa đưa mấy cái người mua á, tiền nước ngoài đúng không. À, tức là ngân hàng trung ương đang bán ngoại tệ ở mua nội tệ đó, thì khi đó làm gì, khi đó là MS, MS giảm xuống đúng không, khi MS giảm thì đường LM của chúng ta làm sao, đường LM sẽ đi sang đâu, giảm thì đường LM dịch trái nhá, kêu nào đó, đường LM dịch trái đấy, nó sẽ dịch như nào đây đấy, bây giờ nó sẽ dịch nhá, đây nó dịch làm sao á, em mình có thể ghi lại IS nhá, cho nó luôn đây một tí. Đây là sửa đây thôi không đấy, đấy ý nhá, ý một nó ở đây thôi. Thì bây giờ nhá, LM của chúng ta dịch trái, mà dịch sao á, cho nó cắt đúng tại cái điểm này, đúng tại cái ban đầu này, bởi vì sao, cắt khi mà ba cái đường này cắt nhau á đấy thì E mới không đổi đúng không nào, đó thì đây sẽ dừng lại ở đây không. À, thì khi đó chúng ta biết là gì, đường LM sẽ dịch trái đúng không, sao cho nó cắt đúng tại đây này. Đấy, thì khi mà nó dịch về đây rồi ấy, thì xem sao. Đây nhá, chúng ta có thể kiểu ở đây, LM nó thành LM1 chẳng hạn, đúng không? Nó dịch sang trái mà. Đấy, chúng ta có thể ký hiệu như thế nhá, cho rõ hơn. Đấy, thì nó sẽ cắt tại đây. Thì tóm lại nhá, chúng ta có Y này, vẫn giữ nguyên nhá. Và cái chúng ta dòng xuống đây, chúng ta xác định được cái Y thật sự này. Đấy, cái mức sản lượng thực sự là Y2. Đấy, chúng ta xem xét này, là so với cái này thì sao? Đây, người ta đang hỏi là gì? Sẽ làm giảm dự trữ ngoại tệ ở ngân hàng trung ương và giảm tăng trưởng kinh tế. Đây chúng ta thấy là làm cho suy ra cuối cùng nhá là y giảm đúng không? Y giảm có nghĩa là gì? Các bạn còn nhớ cách kết luận không? Đó, với y á, thì chúng ta kết luận được hai điều. Thứ nhất là gì? Cái y này, chúng ta kết luận hai điều.
thứ nhất là nền kinh tế như nào, đấy, tăng trưởng hay suy thoái, và thứ hai là thất nghiệp như nào, đúng không? Thì cụ thể là y đang giảm, cho nên á giảm tăng trưởng kinh tế đúng không, hay gọi là suy thoái đấy, đấy sẽ là giảm tăng trưởng kinh tế, kêu nào, giảm tăng trưởng kinh tế. À, thì ý kia đang đúng rồi nhá. Còn một cái ý trước là gì? Ý trước đó là sẽ làm giảm dự trữ ngoại tệ của ngân hàng trung ương. Đấy thì chúng ta xem thế là có đúng không? Đây chúng ta nói rồi đấy. À, chúng ta cùng xem lại nhá. Mình có thể khoanh các bạn cái đây ngân hàng trung ương đây để người ta giữ cái chế độ tỷ giá họ đã cố định, có nghĩa E không đổi á, thì người ta sẽ phải là ngân hàng trung ương bây giờ sẽ phải bán ngoại tệ và mua nội tệ, đúng không? Mà bán ngoại tệ thì sao? Đấy, đọc cái này đi. Xem giảm dự trữ ngoại tệ ngân hàng trung ương. Đấy, bởi vì ngân hàng trung ương dự trữ ngoại tệ mà bây giờ họ bán ra có nghĩa là sẽ bị giảm dự trữ đúng không? Đấy, giả sử chúng ta đang có một bao bao gạo đi, chúng ta bán nửa bao, chúng ta phải bán đi mà, đấy chắc chắn là dự trữ chúng ta bị giảm đi đúng không? Đấy, rất đơn giản thôi. Đấy thì đây giảm dự trữ ngoại tệ đúng này, tăng trưởng giảm tăng trưởng kinh tế này cũng đúng luôn này. Thì tóm lại là nhận định đúng đúng không nào? Đấy, chúng ta có thể bảo đúng hay sai từ đầu luôn, và chúng ta giải thích hoặc cái cách cách này thường hay hơn này. Đó là chúng ta giải thích một lèo, xong chúng ta mới kết luận là nhận định đó đúng hay sai, đúng không? Vì chúng ta đã có căn cứ ở trên rồi mà. Ok không nào, nhận định này sẽ đúng, ok không? Đó. Các bạn nhớ chỗ này nhá, giảm dự trữ kinh tế này, và bán ngoại tệ thì sẽ làm gì? Giảm dự trữ ngoại tệ thôi, đúng không? Bán ra thì sẽ còn ít hơn, cho nên là dự trữ sẽ ít hơn đấy. Giảm dự trữ ngoại tệ. Thế nào? Rồi. Đây, đây chúng ta xong câu 2.1 rồi. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 2.2. Đó, cán cân thương mại được cải thiện thì sẽ làm giảm thất nghiệp và nguy cơ lạm phát đấy. Thì chương một mình đã dạy các bạn là cách để chúng ta làm cái bài này rồi đúng không? Đấy, thì mình cũng có dạy các bạn các bước cụ thể ở chương một rồi. Đó là gì? Đó, các bạn còn nhớ không? Đó nhá, khi mà chúng ta vào mấy cái bài này, này là bước một thì chúng ta phải vẽ ra cái ban đầu đúng không? Xác định là chúng ta sử dụng cái mô hình ADAS rồi. Chúng ta phải vẽ ra mô hình ADAS cân bằng ban đầu. Đấy, cũng giống như trên này này. Đầu tiên chúng ta phải vẽ ra cái mô hình ISLMBB đang cân bằng ban đầu ấy. Rồi chúng ta nói mấy câu á, rồi chúng ta vẽ tiếp đúng không? Đây sẽ là gì? Đấy, các bạn nhớ không? Đây trục tung của chúng ta sẽ là P này, là mức giá chung. Còn trục hoành sẽ là Y, đó cũng là sản lượng của nền kinh tế. Đấy, bây giờ là gì? Mô hình ADAS thì một đường cắm xuống và một đường cắm lên đúng không? Thì các bạn có nhớ cái đường dốc xuống là gì không? Là AD, còn đường dốc lên là AS đúng không? Đó, thì nó chỉ biểu thị cái cùng chiều hay ngược chiều mức giá thôi. Đấy, rất đơn giản đúng không? Thì tại đây nhá, chúng ta xác định được là P0 này là mức giá cân bằng ban đầu á, là như này. Còn Y0 á, là cái sản lượng cân bằng ban đầu là như này, đúng không? Nghĩa là gì? Cán cân thương mại được cải thiện. Đấy, các bạn cũng có biết có nhiều cán cân thương mại là gì không? À, mình có thể ghi công thức AD, các bạn chú ý nhá, là AD nhá. Đấy, cái bằng gì? Như bạn biết rồi, đó chúng ta khi mà bước một là chúng ta vẽ cái mô hình ra, bước hai chúng ta xác định đường nào dịch chuyển đúng không? Mà các bạn có nhớ cái AS không? AS chỉ khi nó dịch chuyển là chi phí sản xuất thôi. Mà đây người ta có nói gì chi phí sản xuất không? Không đúng không? Cán cân thương mại mà. Đấy, người ta ghi AD ra, AD xong là C cộng Y cộng G cộng NX đúng không? Với NX bằng S trừ IM đấy, xuất trừ nhập ấy, thì nó sẽ là đây sẽ là cán cân thương mại. Đâu, cán cân thương mại đây, cán cân thương mại này. Đấy, nó chính là cái này này, người ta nói về cái này đấy. Đâu. Đấy, AD cho là C cộng Y cộng G cộng S trừ IM, mà S trừ IM là NX cho nên chúng ta có thể ghi là C cộng Y cộng G cộng NX, đâu. Với NX chúng ta là cán cân thương mại. Đó. Bây giờ người ta nói gì? Cán cân thương mại được cải thiện, có nghĩa là gì? Các bạn có biết được cải thiện như thế nào không? Có nghĩa là NX đang tăng á, ý người ta là NX tăng lên á, được cải thiện hơn mà, thì NX tăng lên. Khi mà NX tăng á, thì đây sẽ AD sẽ tăng hay giảm. Đây, cụ thể á, trước NX là dấu cộng. Đấy, như mình đã nói rồi, trước nó có dấu cộng, thì khi nó tăng thì AD cũng tăng đúng không? AD tăng. Đấy, thì khi mà AD tăng thì đường AD sẽ làm sao? Đường AD của chúng ta nhá, sẽ dịch sang bên nào? Tăng thì luôn dịch phải, còn giảm luôn dịch trái. Còn nhớ cái này không? Phải, ok. Đó, thì dịch phải nhá. Hiện tại ghi này, AD. À, tao thể chuyển vào một cái màu khác đi. Đấy, AD bây giờ nó dịch phải. Đấy, nó có thể dịch thành AD1 chẳng hạn. Đấy, mình có thể kêu AD1 nhé. Không. Khi mà nó thành AD1 rồi á, đây thì chúng ta xác định được đây là điểm cân bằng mới nhá. Vẫn là AD cái đấy thôi. Không. Nhưng mà bây giờ AD nó sẽ thành AD1 rồi. Đấy, nó khác một chút là như thế. Rồi á, ở tại đây chúng ta xác định được là mức sản lượng Y1 này, ở mức giá là P1 này, đúng không? Chúng ta xoáy cái ban đầu này là P1 với P0 thì P1 cao hơn đúng không? Có nghĩa là P đang tăng. Còn Y nó cũng cao hơn luôn đúng không? Y1 cao hơn Y0 này nó cũng tăng luôn. Thì tóm lại ở đây kết luận là gì? Suy ra là P tăng này và Y cũng tăng đúng không?
Nếu còn đúng không? Làm mấy cái này các bạn sẽ kết luận cái điều gì? Đấy. Đó là gì đây? P tăng. Đấy. P tăng có nghĩa là gì? Còn nhớ không? P ý, chúng ta kết luận được một điều, đó là lạm phát. Đấy, cụ thể đây là P tăng là gì? P tăng là lạm phát. Lạm phát đang tăng, đúng không? Đấy, mức giá chung càng tăng thì lạm phát càng tăng. Còn Y này chúng ta kết luận được hai điều, đó là gì? Y này chúng ta kết luận là nền kinh tế như nào, đúng không? Đấy. Thì Y mà tăng là nền kinh tế của chúng ta đang làm sao? Thì đang tăng trưởng thôi, đúng không? Tăng trưởng kinh tế đấy. Và đi cùng với tăng trưởng kinh tế đó là gì? Đấy, cũng là nhiều việc làm mới được mở ra, cho nên ấy, thất nghiệp của chúng ta sẽ làm sao? Đó, tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp sẽ giảm đi nhá. Đấy, và chúng ta cùng xem là cái bình luận này có đúng không? Làm giảm thất nghiệp, giảm thất nghiệp. Ồ, thất nghiệp giảm này là ý này đúng này. Và giảm nguy cơ lạm phát. Nhưng mà chúng ta đang xem là gì? Chúng ta thấy là tăng lạm phát đây mà, lạm phát tăng chứ nó không phải giảm, đúng không? Đấy, thì một cái câu mà đúng hay sai ấy, một ý sai thôi, chỉ cần một ý nhỏ sai thôi thì cả câu ấy sẽ sai, đúng không? Và cho nên người ta thấy vậy bình luận sai nhá. Bình luận này là sai. Ồ, đó. Giải thích, chúng ta giải thích thế này mà chúng ta vẽ cả mô hình rồi mà, đúng không? Thì ta đã chỉ ra là cái bình luận chúng ta đang bị sai rồi. À, vì bây giờ ấy, lạm phát giảm và thất nghiệp lạm phát tăng đấy, lạm phát tăng lên và thất nghiệp giảm xuống, nhưng mà đây người ta bảo là thất nghiệp giảm nhưng mà người ta lại bảo là giảm lạm phát đấy, thế là sẽ sai nhá, đúng không? Rồi thì đây chúng ta xong câu 2 rồi, đúng không nào?